Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Lệ Quyên liên tục bị khán giả tại chai chỉ trích gay gắt khi xuất hiện bên cạnh nhân vật không ngờ. Những ngày qua, khi drama giữa bà Phương Hằng cùng dàn nghệ sĩ Việt vẫn đang làm mưa làm gió trên khắp các diễn đàn mạng, thì thông tin Lệ Quyên bị tẩy chay cũng trở thành đề tài nóng được công chúng quan tâm. Mới đây nhất, đêm muộn ngày 20 tháng 5, người hâm mộ được fan dậy sóng trước thông tin Lệ Quyên bị dân tình kêu gọi tẩy chay vì có hành động PR bẩn cho phòng khám nha khoa Cát Trắng. Cụ thể, cư dân mạng đã không ngừng la ó, đồng loạt đòi tẩy chay và có hành động gạch chéo tất cả những hình ảnh mà Lệ Quyên đã quảng cáo cho nha khoa này. Theo như thông tin được dân tình truyền tai nhau, chủ của phòng khám nha khoa Cát Trắng có tên Ái Vân là người phụ nữ có hành động nham hiểm ác độc. Đặc biệt, không ít người lên tiếng rằng nha sĩ Ái Vân đã hãm hại vợ sao và con gái út của cố ca sĩ Vân Văn Long. Thậm chí, nữ nha sĩ này còn được cư dân mạng gọi tên với thái độ gay gắt, cùng nhiều từ ngữ nặng nề như thâm độc ác nữ. Đáng nói, thời gian gần đây, Lệ Quyên đã liên tục có hành động quảng cáo cho nha khoa Cát Trắng với rất nhiều hình ảnh chụp cùng nha sĩ Ái Vân được cô đăng tải trên mạng xã hội. Cũng chính bởi thế mà nhiều người tỏ ra bức xúc, phẫn nộ và đòi tẩy chay nữ hoàng phong trà. Trước những thông tin này, người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng và lập tức lên tiếng cảnh báo nữ ca sĩ. Chị đẹp ơi, mọi người đang đòi tẩy chay chị đẹp kìa. Họ nói chị ủng hộ và PR bẩn cho nha khoa Cát Trắng đó. Chị Quyên ơi, sao chị quảng cáo cho phòng khám nha khoa của Ái Vân vậy? Cộng đồng mạng đang kêu gọi tẩy chay Ái Vân do cô ta hãm hại con gái và vợ sau của ca sĩ Vân Văn Long đó. Em thấy anti-fan gạch chéo hình chị quá trời nè. Chị Quyên ơi, em mê nhạc chị lắm. Em nghe từ đó giờ luôn. Mà gần đây em thấy chị thân thiết và quảng cáo cho chủ phòng khám nha khoa Cát Trắng. Cô nha sĩ Ái Vân là người thâm độc, hại người ta không còn đường sống mới chịu bỏ cuộc. Em nghĩ chị không nên giao du với cô ta nữa để tránh tiếng xấu cho mình. Đó là những bình luận từ phía cư dân mạng. Hiện tại những thông tin này vẫn gây xôn xao cộng đồng mạng và là chủ đề được bàn tán sôi nổi. Về phía Lệ Quyên, nữ ca sĩ vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào trước sự việc này. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.